để tiếp tục lên cho các bác một siêu phẩm đẳng cấp chỉ có ở Long An. Này đúng rồi chứ nữa. Em kia cái này. Đâu chặt đi. Năm ngày có MBZ. À thế à? À cái tên là của MBZ. Đại gia, đúng hôm nay đại gia là có sắm được một chiếc xe cực chuẩn luôn. Kỹ à, lấy dầu quét hết. Đây, quét hết sạch sẽ. Đây, bơm vú đây. Thì thiếu một cái cản thôi. Heo đang cặp kỳ nhá, heo đang cặp kỳ luôn này. À. Đây, heo đang cặp kỳ. Tôi ham không có miếng nào. Dạ. Hãy nhớ là tụi bố à. Cái tụi bố. Tắt đây nha. Đây. Rồi anh đây là gì em gái cho đẹp lại à? Anh đây là gì em? Anh đây là gì em? Đây là. Không, đây là cho đẹp. Đấy, à rin. Tại sao cái này nó đây ai lấy mất nhỉ? Rớt cái đó nó làm sao cho rớt mắt thì tôi về tôi làm lại đó. À thế à? Ôi, mất 5 triệu. Bởi vậy. Không biết cái nắp này thôi, giờ có cái nắp này gắn vô thôi, tôi thấy nó trống trống. Không, cũng được. Tôi thấy nó trống trống cái lỗ này. Hôm nào em bán cái 3 triệu anh lấy. Hả? 3 triệu. Gì? cái đó, lắp lại, zin, 3 triệu. Cực đẹp luôn á. Đây, zin nguyên hết, tất cả. Đây này, rồi xong hết. Rồi, toàn luôn các bác, chuẩn chỉ. Em nói các bác là chính đại ca này là có một chiếc 32 Kubota chia lại cho Lê Tuấn và chờ Lê Tuấn tìm, nhưng bao nhiêu cái không đạt yêu cầu đấy. Và đến hôm nay thì người anh này đã tìm được một chiếc xe như ý, tức là riêng nguyên bản, có một chiếc sới và có một chiếc chảo của chính mình và vỏ thì rin nguyên, vỏ gai lì luôn bác ấy. Đấy, và rin nguyên vỏ của nó và mâm á, thì báo cáo các bác là xe này thì các bác nhìn thấy xe là các bác biết đoán ngày đâu, Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Chỉ có này thôi, tức là lỗi nước mà nước phèn thì nó bám vào màu vàng này. Đấy,
đặc biệt, đặc trưng. Còn còn vỏ trước là 2 mũi, à 3 mũi, à, gọi là 3 sọc, zin nguyên bản. Phải nói là từ cái chất nổ cho đến bàn thờ rồi tay lại rồi tất cả mọi cái đáng nguyên chi. Đây là ta gọi là đại gia, bởi vì ông này không có thịt, ta gọi là đại gia. Đây, đây các bạn, đại gia đâu khoảng đại. Chơi rất chất luôn nha. Đúng rồi, không có chê. Đấy. Không có gì để chê hết. Không có gì để chê hết các bác nha, chuẩn chỉ. Đấy, cuối cùng là rất kỹ nha. Mà hên á, hên chứ nếu mà cao tí nữa không vào được luôn. Vừa ý luôn. Vừa ý. Thứ hai là chào chiến binh. Thứ ba là công nhận phải là đẳng cấp này các bác. Chủ nhà lấy dầu cho lại cho nó giữ. Đó, cho nó không có rỉ sét rất kỹ lưỡng. Đây, tất cả mọi còn nguyên luôn các bạn. Khoen chứ, xịt chưa. Đều. Đây. Chạy chẳng là bước một cặp kiếm zin. Thằng đưa cho đầy đủ zin đủ không chưa cái chỗ này chưa cái nhúc nhích mấy nào trần đoạn này chưa ít cày ít cày đúng không nè thấy không ít cày ít cày không có xài không có xài ít cày nó mới sao bởi vì dằn cày nó mới luyện rồi và bây giờ sẽ của em cũng hết pin em mà xin dừng tại đây. Hẹn lại các bác video sau.